Thưa bác sĩ, vậy với trường hợp các bé sơ sinh bị mắc các bệnh ngoài da thì xin được hỏi bác sĩ là chúng ta phải tắm như thế nào để có thể giảm nhanh được các triệu chứng và đẩy lùi được các chứng bệnh về da của trẻ sơ sinh ạ? Đối với bệnh ngoài da hay đối với những cái tổn thương ngoài da thì tùy theo cái mức độ mà chúng ta có thể cẩn thận khi mà tắm cho cháu. Cái thứ nhất là cái nước là nó không được nóng quá. Bởi vì khi mà nóng quá thì đứa trẻ nó cảm thấy như bỏng, rát và nó kêu khóc rất là nhiều. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà chúng ta cũng không nên chà sát mạnh vào những cái chỗ mà tổn thương ở trên da. Bởi khi mà chà sát mạnh vào những cái chỗ mà tổn thương trên da, như thế là cái da ấy nó sẽ tổn thương nhiều hơn. Và như thế cũng là hết sức là nguy hiểm. Khi mà đứa trẻ nó bị như thế rồi thì nên mặc cho các cháu những cái đồ lót hay là những cái quần áo là nó phải rộng là một, và cái thứ hai là mềm, và cái thứ ba là nó sẽ thấm nước, cốt tông là tốt nhất. Không nên các bà mẹ bây giờ mới sinh đứa con đầu lòng thì hay mua những cái quần áo mới thì là không tốt cho trẻ đâu, bởi vì là cái quần áo mà mới thì thường là cứng, và đặc biệt là những cái màu sắc ở trên những cái vải á, lấy là những cái nguyên nhân mà có thể là gây ra dị ứng da của đứa trẻ đấy. Cho nên là các bà mẹ cũng nên cẩn thận. Và cái cuối cùng thì đối với những cái tổn thương trên da ấy, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà chúng ta có thể là xử trí tại nhà theo ý kiến hướng dẫn của bác sĩ. Và nếu mà nặng quá thì dứt khoát chúng ta cũng phải đưa đến bệnh viện, bởi vì qua da là vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu của đứa trẻ. Thưa bác sĩ, với các bà mẹ đang có những em bé sơ sinh mà bị mắc các bệnh ngoài da thì có nên sử dụng các loại sữa tắm cho trẻ hay là những cái lá tắm thiên nhiên không ạ? Chúng tôi khuyên rằng khi mà các trẻ sơ sinh mà mắc các bệnh ngoài da thì không nên dùng những cái sữa tắm, đặc biệt là sữa tắm của người lớn. Nếu mà có dùng những sữa tắm ấy thì phải được là Bộ Y tế thông qua thì chúng ta được dùng, chứ không nên dùng bừa bãi, bởi vì rất nguy hiểm. Một là những cái sữa tắm nó có những chất độc có thể thấm qua da mà vào máu của đứa trẻ. Và cái thứ hai là chính những cái đấy, cái độ kiềm của nó có khi nó lại rất là cao, cho nên là có khả năng nó làm loét cái da của đứa trẻ lên. Thế còn cái thứ hai là đối với lá dân gian của chúng ta, các bà mẹ hay dùng lá để tắm cho con, thì chúng tôi cũng có lời khuyên là nếu mà dùng lá là phải biết nguồn gốc rất rõ ràng và được hướng dẫn một cách rất cụ thể, và đồng thời cách xử lý cái nước ấy như thế nào thì mới nên tắm cho các cháu. Chứ không nên là lá nào cũng dùng để mà cho trẻ sơ sinh. Bởi vì trẻ da của trẻ sơ sinh là cái kích ứng của nó rất mạnh. Cho nên không phải lá nào chúng ta cũng nấu lên rồi chúng ta cũng có thể là tắm cho các cháu được. Cho nên lời khuyên của chúng tôi là khi mà đã dùng những cái đó phải có sự lời khuyên của bác sĩ, mà đặc biệt là bác sĩ khoa nhi, thì như thế nó sẽ bảo đảm cho các cháu được tốt hơn. Ngọc Trang được biết là hiện nay trên thị trường có thêm một cái loại bột tắm nữa xuất xuất từ thiên nhiên để giúp cho các bé bị bệnh ngoài da và các bé có thể dùng tắm hàng ngày. Bác sĩ có thể cho khán giả được hiểu rõ hơn về những thông tin này. Chúng tôi cũng thấy rằng là trên thị trường hiện nay mà cũng nhiều năm nay rồi thì thấy rằng đã có cái bột tắm Nhân Hưng do công ty dược Nhân Hưng sản xuất. Thì trong cái bột tắm này nó có những chất rất là tốt như là berberine hay là chất gọi là hoàng liên, hay là cái chất gọi là chlorophyll, hay và có cái tinh dầu mùi. Thì cái tinh dầu mùi nó rất là thơm, và chúng ta cũng thấy là cái dầu mùi ấy là cũng thường ngày chúng ta cũng rất hay sử dụng, mà nó không hay gây phản ứng trên da của trẻ sơ sinh. Riêng cái bột này mà cho vào nước thì nó cũng có màu vàng và nó có vị hơi đắng, nhưng mà nó có tốt ở chỗ là đối với đứa trẻ chẳng may nó có thể là một hai giọt vào mồm của nó thì cũng không sao cả, bởi vì nó không có gây độc cho đối với trẻ sơ sinh. Riêng cái bột này nó có tác dụng rất tốt nữa là nó làm coi như xe da rất là nhanh, và đặc biệt là nó ngăn cản cái sự phát triển của vi khuẩn, đặc biệt là những vi khuẩn gây bệnh, siêu vi trùng hoặc là nấm. Đối với những cái trẻ mà ham da chẳng hạn, bị da bị hăm ở vùng bẹn, vùng nách hoặc vùng cổ, thì cái bột này nó có rất tác dụng là làm chóng khỏi những cái vùng hăm đó. Do đó mà chúng tôi thấy rằng đối với bà mẹ nào mà chưa dùng thì nên dùng cái bột này để mà có thể là pha vào nước tắm để tắm cho trẻ. Đặc biệt
là đối với những trẻ mà chị sơ sinh mà nó có bệnh ngoài da thì tắm càng tốt. Vâng, đúng là bột tắm Nhân Hưng cũng là một sự lựa chọn rất tốt cho các bà mẹ đang có các bé đang bị bệnh ngoài da. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Lộc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, với những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ Nguyễn Văn Lộc trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề tắm đúng cách để bảo vệ trẻ khỏi các bệnh ngoài da, quý vị và các bạn đã có thêm sự lựa chọn của mình trong việc chăm sóc bé yêu và tắm cho trẻ sơ sinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.